Xin chào tất cả các bạn, mình là Eric. Hôm nay trong video này mình sẽ chia sẻ tới các bạn về cách thức hoạt động của thằng React nha. Làm sao để thằng React có thể chạy được một website cụ thể? Thì hôm nay trong video này, mục tiêu của chúng ta sẽ đi làm rõ vấn đề này. Điều đầu tiên các bạn có thể biết tới cũng như rằng là mình tin chắc nhiều bạn đã nghe tới rồi, đây chính rằng là React chính là một SPA. Từ SPA là viết tắt của từ Single Page Application, tức rằng là ứng dụng chỉ có một trang. Thì nhiều bạn có thể gọi là hiểu nhầm rằng là do thằng React ấy, nó có một cái file như mình đã chia sẻ trong video lần trước, để chính rằng là file index.html. Thì xuyên suốt quá trình ứng dụng website của chúng ta hoạt động, nó chỉ chạy một trang thôi. Thì như vậy chúng ta gọi là SPA, tức rằng là dù người dùng vào cái trang nào hay rằng là người dùng làm cái gì, thì bản chất của vấn đề nó chỉ render hay rằng là nó chỉ trả ra một cái trang này thôi. Thì hiểu như thế này cũng đúng, tuy nhiên rằng là chúng ta chỉ hiểu đúng một phần thôi nha. Thì để hiểu rõ hơn về cái thằng SPA này, cũng như rằng là đôi khi trong thực tế chúng ta có một cái nữa, để chính là Multiple Page Application, tức rằng là các bạn có một khái niệm để chính là Server Side Rendering. Thì mình đã chuẩn bị sẵn một cái hình rồi và mình sẽ minh họa cho các bạn thấy nha. Đầu tiên đấy chính rằng là mình sẽ demo cho các bạn thấy rằng là một website, nếu như rằng là các bạn dùng server side rendering, tức rằng là chúng ta có nhiều trang ấy chứ không phải là một trang nha. Ví dụ như rằng là đây chính là trang home, khi các bạn vào trang home ấy thì nó sẽ cần phải render ra trang home cho các bạn, đúng không nào? Còn ví dụ nếu như rằng là các bạn vào trang user chẳng hạn thì nó sẽ cần phải render ra trang user. Thì đây chính là một website mà mình xây dựng với thằng Node.js, chúng ta dùng server để render. Nếu như rằng là các bạn mở source code của nó ấy, bản chất của vấn đề đây chính rằng là khi mà các bạn chạy code ấy, các bạn vào trang user các bạn này, các bạn thấy rằng là để render ra trang user thì chúng ta sẽ cần phải có một trang HTML như thế này các bạn này. Đó, để render ra một trang thôi nha, một đường link người dùng vào thì chúng ta sẽ cần phải có một trang HTML như thế này. Tương tự như khi mình vào trang home các bạn này, để render ra được chữ Hello World thôi thì mình cũng phải viết một trang HTML như thế này. Thành ra rằng các bạn có thể thấy rằng là đối với ứng dụng có nhiều trang ấy, mỗi một lần mà các bạn vào một trang bất kỳ thì chúng ta sẽ từ browser, tức rằng là từ phía trình duyệt của người dùng, chúng ta sẽ cần phải gửi một cái request lên trên phía server của chúng ta. Server của chúng ta nó nhận được cái request, nó sẽ xem rằng là các bạn đang muốn vào trang nào và nó sẽ phản hồi lại chính xác trang đấy. Ví dụ như rằng là các bạn vào trong home thì nó sẽ trả ra cho các bạn cái file gọi là home.html. Các bạn vào trang user thì nó sẽ trả ra cho các bạn file user.html. Thì đây chính là một cái website có nhiều trang, cũng như rằng là đây chính là server side rendering nha các bạn. Mình đã bonus thêm cho các bạn khái niệm về server side rendering, tức rằng là server nó làm tất cả thôi, trình duyệt chỉ gửi request và nhận về kết quả. Đây chính là một trong những loại web chúng ta đang thấy thường xuyên hiện nay. Tiếp theo nữa thì đối với thằng React thì nó không hoạt động như thế này đâu các bạn. Thằng React nó không thể hoạt động theo mô hình như thế này được. Nếu như rằng là nó hoạt động như cái mô hình này thì các bạn có thể thấy rằng là chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào server. Lúc nào chúng ta cũng cần phải gửi request và chúng ta chờ phản hồi về phía server, đúng không nào? Thành ra rằng đôi khi chúng ta có một tình trạng để chính rằng là server của chúng ta bị ngòm chẳng hạn, thì coi như rằng là chúng ta không có gì cả. Bởi vì rằng là chúng ta đâu có nhận được phản hồi từ phía server đâu, đúng không các bạn? Thằng React nó ra đời bởi vì rằng là nó dựa trên một khái niệm hoàn toàn mới, để chính rằng là SPA, Single Page Application. Thì trước khi mà nói kỹ hơn về cái thằng này thì mình sẽ demo cho các bạn một cái ví dụ về một website chạy theo mô hình này. Ví dụ đây chính là anh Facebook của chúng ta. Các bạn có thể thấy rằng là mình đang vào cái thằng Facebook này. Ví dụ như rằng là mình click sang tab Friend chẳng hạn, các bạn sẽ thấy rằng là đường link này này nó sẽ thay đổi, và đồng thời thì cái giao diện của chúng ta nó thay đổi theo. Tuy nhiên rằng các bạn để ý cho mình một điều, đấy chính rằng là trên cái biểu tượng website này này, nếu như rằng là các bạn click sang cái trang khác ấy, thì website của chúng ta nó không bị lốt lại. Nó tạo một cái cảm giác cho người dùng rằng là dù chúng ta di chuyển đến đâu thì cái nội dung nó thay đổi ở dưới, và chúng ta chỉ có đúng một trang web chúng ta khởi tạo ban đầu thôi. Thì đây chính gọi là cái thằng SPA nha. Để hiểu rõ hơn về cái mô hình này thì mình sẽ đi giải thích về cái thằng React của chúng ta. Điều đầu tiên đây chính rằng là khi người dùng vào giao diện website của chúng ta ấy, bản chất của vấn đề đây chính rằng là nó sẽ khởi tạo một cái request lên con server. Ở đây thì server của chúng ta không phải rằng là trả ra rất nhiều trang HTML, mà nó chỉ trả ra một trang duy nhất thôi, đấy chính là file index.html. Kể từ bây giờ ấy, server của chúng ta nó sẽ đẩy tất cả trách nhiệm về phía trình duyệt. Thành ra rằng là mọi hành động tiếp theo của người dùng nó sẽ xảy ra ngay tại browser luôn. Chúng ta không cần phải gửi request lên server nữa. Cụ thể ở đây, nếu như rằng là các bạn điều hướng sang trang user chẳng hạn, thì ngay lúc này thằng React nó sẽ cần phải xử lý. Thì code React nó đã được nhúng bên trong cái file index.html này rồi các bạn này. Thành ra rằng là khi các bạn dùng thằng Facebook ấy, ngay khi mà các bạn vào trang chủ ở đây này này, ngay khi các bạn vào trang chủ ở đây rồi, thì ngay lập tức ở phía browser của chúng ta nó đã có một file, thì chính là index.html. Tiếp theo nữa, mỗi một lần mà các bạn chuyển trang như thế này thì bản chất của vấn đề đấy chính rằng là nó sẽ xảy ra bên trong file index.html thôi. Còn việc mà các bạn chuyển trang ấy thì nó sẽ thay đổi component
phần combo đường này thì trong video tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về nó. Còn ở đây các bạn chỉ hình dung đơn giản là rằng có một anh React đứng ra ở đây, nếu như rằng là các bạn vào một đường link khác thì nó sẽ thay đổi cái component hiện diện thôi. Còn cấu trúc của nó vẫn nằm bên trong file HTML này. Để hiểu rõ hơn về cái phần file index này thì bây giờ thì mình sẽ vào lại cái con dự án của chúng ta để cho các bạn thấy rằng là khi các bạn chạy dự án React thì nó sẽ chạy file nào đầu tiên. Trước tiên các bạn có thể thấy rằng là đây chính là cấu trúc dự án React của chúng ta, và trong video lần trước mình đã giải thích cho các bạn vai trò của những file này rồi. Tuy nhiên rằng là có hai file mà mình đã đề cập rằng là trong file trong video này mình sẽ giải thích cho các bạn. Thứ nhất là file index.html và thứ hai chính là file index.js. Các bạn lưu ý rằng là tên của nó đặt bắt buộc phải là index nha. Index thường để ám chỉ rằng là file này sẽ là file chạy đầu tiên. Thì khi mà các bạn chạy thằng React ấy, thì file index.html này chính là file server sẽ trả về cho các bạn. Cũng như rằng là đây chính là file xuyên suốt quá trình các bạn hoạt động thằng React, đây chính là file chúng ta sẽ chạy này. Bên trong file này có một thành phần rất là đặc biệt và không bao giờ chúng ta có thể thay đổi được, đây chính là file có tên gọi là root đây các bạn này. Mặc định ấy, file này không có gì cả đâu. Tuy nhiên rằng là trong lần đầu tiên các bạn, trước khi mà các bạn chạy ứng dụng lên ấy, thì như mình đã chia sẻ thì có một anh đại gia đứng sau, đấy chính là anh Webpack. Anh Webpack này nó sẽ có một nhiệm vụ, đấy chính rằng là nó sẽ cần phải dịch đống code JavaScript của các bạn, sau đấy sẽ nén vào thành một file đúng không các bạn. Sau đấy nữa thì nó sẽ tiêm vào trong ứng dụng của chúng ta. Ở đây thì việc mà các bạn khai báo là deep root đây này, đây chính là một dấu hiệu để nói cho thằng Webpack biết rằng là tao sẽ cần phải nhúng code JavaScript vào bên trong này. Hay nói nôm na rằng là tao sẽ cần phải nhúng code thằng React vào bên trong này. Cụ thể hơn ở đây các bạn sẽ mở cho mình file index.js. Bên trong này thì chúng ta dùng một thư viện có tên là React DOM. Các bạn hiểu rằng là React DOM là gì? DOM ở đây thì sau này sẽ có một bài mình sẽ nói cụ thể hơn về DOM. DOM ở đây chính là phần HTML các bạn nhìn thấy trên giao diện website của chúng ta, thì đấy là DOM. Thì chúng ta sẽ dùng cái thư viện React DOM này và chúng ta sẽ tạo một cái root đây các bạn này. Cái root này chính là việc mà các bạn lấy theo cái cú pháp của JavaScript thuần thôi. Tức rằng là chúng ta sẽ lấy cái phần tử có cái ID là root này. Sau đấy nữa thì chúng ta sẽ nhúng tất cả code React của chúng ta vào trong cái deep root ấy. Cụ thể hơn thì nếu như rằng là các bạn quay lại cái ứng dụng của chúng ta ấy, ở đây thì mình sẽ mở lại nhá. Chúng ta sẽ vào cái localhost của 3000 các bạn này. Nếu như rằng là các bạn inspect lên, các bạn sẽ nhìn cho mình nhá. Ở đây thì cái gọi là hôm trước thì mình đang để gọi là đang ở mình đang để là tiếng Việt khi mình demo cho các bạn, thì ở đây thì mình sẽ chuyển qua tiếng Anh nhá. Các bạn sẽ chờ mình xíu nào. Ở đây thì mình sẽ chuyển qua tiếng Anh xong. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nhấn lại F12 thì ngay lập tức nó sẽ chuyển qua tiếng Anh. Cái phần DOM của các bạn ấy bản chất là cái tab element này các bạn này. Các bạn sẽ thấy cho mình rằng là chúng ta có một cái deep, chính là cái deep root này. Và tất cả những nội dung của chúng ta nó sẽ được render, tức rằng là nó sẽ được nhúng vào bên trong deep root nha. Ví dụ các bạn để ý cho mình rằng là chúng ta có một class, chính là class app. Thì class app này là cái gì? Chính là việc mà các bạn nhúng component này các bạn này. Đây này, nếu như rằng là các bạn mở file component của chúng ta ra, các bạn sẽ thấy rằng chúng ta có một class app ở đây. Thì các bạn hiểu nôm na rằng là quá trình chạy ứng dụng React của chúng ta là như thế nào. Mình sẽ ghi lại một vài bước nha để cho các bạn gọi là dễ hình dung hơn. Thứ nhất rằng là các bạn sẽ cần phải dịch code. Điều đầu tiên các bạn làm đấy chính rằng là chúng ta sẽ dịch code này. Dịch code ở đây là chúng ta làm cái gì? Dịch code ở đây chúng ta sẽ sử dụng một công cụ có tên là Babel Compiler. Cái thằng Babel này sẽ cho phép các bạn là code nhiều version của JavaScript này. Các bạn hình dung rằng là ví dụ nha, các bạn dùng cái ES5 ấy, tức rằng là version JavaScript cũ ấy, các bạn có thể dùng câu lệnh là require. Tuy nhiên rằng cái câu lệnh import các bạn chỉ dùng được khi và chỉ khi các bạn dùng ES6 trở đi thôi. Tức rằng là chúng ta dùng cú pháp mới như thế này, hay rằng là các bạn dùng cú pháp là con sư tử chẳng hạn. Đây chính là một cái version mới của thằng JavaScript thì nó mới có cú pháp này. Thành ra rằng ấy, để cho code của chúng ta không lỗi thì chúng ta sẽ có một thằng đấy chính là Babel Compiler, nó sẽ dịch code cho các bạn. Sau khi mà các bạn đã dịch code rồi thì các bạn sẽ cần phải tối ưu code nén nó thành một vài file thôi. Các bạn lưu ý rằng là ở đây việc mà chúng ta chỉ dùng một vài file thôi ấy, cụ thể ở đây thì chúng ta sẽ có hai file. Thứ nhất rằng là chúng ta sẽ có CSS và thứ hai chúng ta sẽ có một file để chính là JavaScript. Ở đây thì chúng ta có CSS và JavaScript thì chúng ta dùng cái gì để tối ưu? Đây chính rằng là chúng ta sẽ dùng Webpack. Chúng ta sẽ dùng Webpack ở đây. Thì thằng Webpack này nó làm gì? Đấy chính rằng là nó sẽ giúp các bạn bên trong cái file index này các bạn này, nó sẽ lấy tất cả component của thằng React, sau đấy thì nó sẽ nhúng vào bên trong một cái deep có tên là deep root, thì nó sẽ lấy cái file index này, nó sẽ cấy vào bên trong cái file index.html. Thành ra rằng người dùng ban đầu người ta chỉ có một cái file HTML đơn giản như thế này thôi. Chúng ta không hề viết code bên trong file này. Tuy nhiên rằng khi ứng dụng của các bạn chạy lên ấy, thì tất cả code của các bạn nó sẽ được nhúng vào bên trong cái phần body này các bạn này. Đó, bên trong cái phần giữa này này thì chúng ta sẽ nhúng code vào đây.
thì nhờ có thằng Webback nó tối ưu hóa hiệu năng, nó nhúng vào bên trong này, thành ra rằng là ứng dụng của các bạn sẽ chạy rất là nhanh. Chúng ta sẽ nhúng thành hai phần, thứ nhất rằng là cái phần JavaScript ấy, và thứ hai đấy chính là phần CSS. Nếu như rằng là các bạn mở code của chúng ta lên ấy, thì ngay bên trong phần head này các bạn này, các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có cái đống style này các bạn này, đây này, cái đống gọi là CSS của chúng ta thì chúng ta sẽ được nhúng vào cái bên cái thằng phần style này. Đồng thời thì chúng ta có một file đấy chính là bundle.js, chính là việc mà cái đống xử lý logic của thằng React ấy, thì nó sẽ bên trong cái file này thì thằng Webpack đã làm cho các bạn rồi. Ở đây các bạn có thể thấy rằng là chúng ta có Babel Compiler cũng như rằng là chúng ta có Webpack. Tuy nhiên rằng là các bạn thấy rằng là chúng ta đâu có dùng đâu. Lý do chúng ta không dùng thằng này cũng như rằng là chúng ta không sử dụng nó bởi vì rằng là khi các bạn dùng với thằng Create React App ấy thì những phần này nó đã cấu hình cho các bạn rồi. Việc của chúng ta là hiểu cách nó hoạt động cũng như rằng là việc của chúng ta là dùng thôi các bạn. Cũng như rằng như mình đã chia sẻ trong video lần trước ấy, 99% thời gian làm việc của chúng ta đây chính rằng là chúng ta sẽ làm việc bên trong cái thư mục src, tức rằng là chúng ta viết code thằng React. Còn việc để cho ứng dụng chạy này cũng như rằng là việc tối ưu code thì đã có thư viện lo. Đây chính là lý do tại sao chúng ta chỉ cần tìm hiểu cách hoạt động của thằng React nha. Nếu như rằng là các bạn quay lại cái mô hình này của chúng ta, các bạn sẽ thấy rằng là bản chất của vấn đề đây chính rằng là ban đầu ấy, người dùng vào website của chúng ta thì thằng server nó sẽ khởi tạo một file index.html, nó sẽ trả ra cho các bạn. Thì file này, bên trong file này do nó đã có cấu hình đầy đủ hết rồi, nó đã có cái phần JavaScript xử lý logic các bạn này, cũng như rằng là nó đã có cái deep root này hiển thị đầy đủ thông tin. Thành ra rằng xuyên suốt quá trình người dùng sử dụng trang web của chúng ta sẽ sử dụng component của thằng React, cũng như rằng là thằng React sẽ đóng vai trò là điều hướng trang. Đây chính là lý do tại sao chúng ta gọi là SPA, tức là Single Page Application, cũng như rằng là chúng ta không phải load lại trang. Lý do chúng ta cần phải load lại trang như ở bên trên này các bạn này, đây chính là mỗi một lần các bạn gửi request đúng không nào. Thành ra rằng là để khởi tạo lại giao diện mới bắt buộc các bạn cần phải tải lại trang. Đây chính là điểm khác biệt giữa việc mà các bạn dùng server side rendering cũng như rằng là chúng ta dùng SPA, tức rằng là chúng ta dùng single page application. Như vậy rằng là trong video này mình đã giải thích cho các bạn cái mô hình hoạt động của thằng React. Ở đây thì các bạn chỉ cần nhớ cho mình hai điều thôi. Thứ nhất rằng là chúng ta có một file đấy chính là file index.js. File này nó sẽ phụ trách một việc đấy chính là tổng hợp tất cả code React của chúng ta. Sau đấy nó sẽ nhúng vào bên trong một cái deep có ID là root. Thì cái deep root này nó nằm ở đâu? Đây chính rằng là nó nằm bên trong thư mục public cũng như rằng là nó nằm ở đây. Thì các bạn hình dung rằng là sau khi code của các bạn đã được dịch xong này, nó đã được tối ưu rồi, thì nó sẽ được nhúng vào bên trong phần giữa này. Và các bạn lưu ý một điều nữa, để chính rằng là file này không phải ngẫu nhiên người ta đặt bên trong thư mục public đâu. Nó đặt bên trong thư mục public là để cho client, tức rằng là để cho browser có thể truy cập được. Còn các bạn có thể thấy rằng là cái file index.js ấy, nó nằm trong thư mục src, chứ nó không đặt trong thư mục public. Bởi vì sao? Bởi vì rằng là chúng ta muốn bảo vệ nó, chúng ta không muốn cho người dùng xem chúng ta code cái gì bên trong nó, đúng không nào? Đây chính là lý do tại sao người ta đặt file index.html bên trong public. Public là công khai. Còn khi mà các bạn đặt trong thư mục src, tức rằng là các bạn đang bảo vệ code của chúng ta. Các bạn lưu ý cho mình điều đấy nha. Như vậy rằng là trong video này mình đã chia sẻ cho các bạn cách thằng React nó hoạt động. Thì trong quá trình thực hiện video này, nếu như rằng các bạn có gì sự vướng mắc cũng như rằng các bạn có bất cứ hỏi gì thì các bạn đừng ngần ngại cho comment ở dưới video để cho mình biết để mình có thể hỗ trợ các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Đặc biệt cảm ơn những bạn nào đã mua cho mình ly cà phê và hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo.